Đẹp. Rồi bây giờ anh cần mượn lại cái sim anh đã cho mượn. Bây giờ trả cho anh cái sim. Trả cho anh cái sim đi. Con quay lên mạng với ạ. Đây. Trả cho anh cái sim. Bé đi lên trên nhà. Đây, đi trả cho anh cái sim. Đi lên nhà thấy trả cho anh chưa? Sim. Đi lên nhà. Sim anh cho mượn rồi, bây giờ trả lại sim nhà. Cho anh. Đây, nhanh lên. Đi lên nhà đi. Nhanh lên. Vũ Hoàng Quân. Mày đừng có quậy chưa? Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1996 tại Đồng Nai. Trả cho anh cái sim. Anh cho mượn cái sim rồi. Mày đừng có quậy nha. Đây. Mày Trịnh Thị Thanh Hiền. Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1971. Tại đâu nhỉ? Miền Trung à? Ở đâu? Rồi, trả sim lại. Việc nhỏ. Không có việc gì mà sim của người ta cho mượn rồi mình lấy. Trả sim. Nha. Đừng có để làm lớn chuyện. Chuyện nhỏ không có vấn đề gì cả nha. Trả sim đây. Trả sim đây. Trả sim. Lẹ đi. Nha. Lớn rồi, không phải con nít nữa, đừng để nó nhiều. Nha. Đừng để phải nói nhiều, đừng để nói những cái câu khó nghe. Nha, việc nhỏ thôi. Một cái sim không có là gì cả, trả đây. Nha. Lớn rồi, đâu phải ăn xin đâu mà làm trò gì vậy. Trả đây. Lớn rồi. Có tiền rồi. Có phải cái